Một số hộ dân nằm trong vùng quy hoạch dự án cụ công nghiệp Hạnh Phúc, Xuân Phương thuộc xóm Hạnh Phúc, xóm Đoàn Kết, xóm Núi, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình gửi tới các cơ quan chức năng kiến nghị về những vướng mắc gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt sản xuất của người dân. Theo người dân, thời gian qua thực hiện chủ trương chung, người dân cùng chính quyền địa phương tiến hành việc dồn điền, đổi thửa, thực hiện cánh đồng mẫu lớn tại địa phương. Thế nhưng, vừa triển khai xong việc dồn điền đổi thửa phục vụ sản xuất nông nghiệp thì dự án cụ công nghiệp hạnh phúc Xuân Phương lại được quy hoạch một phần diện tích vào cánh đồng mẫu lớn. Điều này khiến cho sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng. Bên cạnh công tác quy hoạch chưa hợp lý, việc triển khai chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chưa đảm bảo quyền lợi của người bị thu hồi đất. Trả một người ta một xào có 81 triệu. Nếu như là tôi là bề đỏ của tôi mua mà mà tôi có chế độ hưu thì chỉ được 81 không hỗ trợ. Thế mà không thì là không là người dân bình thường hỗ trợ đến đến 111 triệu đấy. Trong cái phương án là có bồi thường học đổi nghề là có hỗ trợ tiền nhưng mà thực tế thôi. bây giờ người dân người thì người ta có có, có có làm cái gì mà học nghề như chúng tôi được. Đền bù ruộng xong chúng tôi không mua được ruộng đắt lắm. Cứ tuổi như anh em chúng tôi, bà con chúng tôi thì làm cái gì để mà tạo con là việc làm đây. Chúng tôi học cái nghề gì đấy ạ? Cũng theo người dân, một số diện tích ruộng chưa được giải phóng mặt bằng. Người dân đang canh tác, thế nhưng đơn vị thi công đã cho máy móc vào san gạt, ảnh hưởng đến sản xuất. Trước vấn đề này, một số người dân đã làm đơn gửi tới chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, đề nghị xem xét, giải quyết. Đây là dự án doanh nghiệp chứ không phải dự án nhà nước. Cái nói là nhà đầu tư là doanh nghiệp, chủ đầu tư là doanh nghiệp. Mà dự án này là của doanh nghiệp, thế thì mong muốn chúng tôi là để người dân với doanh nghiệp thỏa thuận với nhau đảm bảo cái quyền lợi và lợi ích của ba nhóm nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Trước những ý kiến thắc mắc của người dân, để làm rõ hơn về vấn đề này, phóng viên đã liên hệ và làm việc trực tiếp với lãnh đạo trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Bình. Được biết dự án cụ công nghiệp hạnh phúc Xuân Phương có tổng diện tích trên 73 ha, được triển khai trên địa bàn xã Xuân Phương, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Lê Premium. Dự án có quyết định thành lập từ năm 2021. Qua công tác kiểm đếm, thống kê, có khoảng hơn 1.000 hộ bị ảnh hưởng. Đến nay đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng được 962 hộ dân với diện tích thu hồi khoảng 57 ha, chi trả đền bù gần 200 tỷ đồng, đạt trên 77% diện tích quy hoạch dự án. Hiện nay còn khoảng trên 30 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, gần 40 hộ chưa thực hiện việc hợp tác kiểm đếm. Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đa số những hộ chưa phối hợp đều cho rằng đây là dự án doanh nghiệp tự thỏa thuận với người dân về việc bồi thường nên không thể áp theo đơn giá cố định. Bên cạnh đó, một số hộ dân lo lắng về việc chuyển đổi nghề sau khi bị thu hồi đất. Đây là dự án một nhóm mà tại luật đất đai, nghị định 47 năm 2004 và các văn bản quy định của pháp luật là đây là nhóm dự án nhà nước thu hồi đất À, cái tự, chứ không phải là cái nhóm dự án mà thỏa thuận như ý kiến của người dân thì dự án cụm hạnh phúc xuân phương này là một trong những dự án mà nhà nước quy định giá đất mà cụ thể là ủy ban nhân dân huyện quy định giá đất thì giá đất tại thời điểm so với các huyện thành thị xung quanh và các xã bạn có điều kiện phát triển kinh tế xã hội tốt hơn như Điềm Thụy, như Nhã Lộng, như Nga Mi, vân vân thì cái giá đất của Xuân cụm công nghiệp Hạnh Phúc Xuân Phương là một giá đất tương ứng và đồng đều không có sự chênh lệch và đảm bảo hệ số theo quy định của, của của định mức giá đất theo quy định của pháp luật. Đối với các văn bản quy định pháp luật thì chúng tôi đều công khai đều công khai có thể là công khai tại nhà văn hóa có của xã có thể là công khai tại cộng đồng dân cư có thể là công khai trực tiếp nếu hộ dân có đề nghị nên do vậy là cái thông tin về cái dự án này đều được đều được minh bạch đều được dân chủ và đa phần người dân là ủng hộ các dự án này. Phú Bình là một trong những địa phương của tỉnh Thái Nguyên đang phát triển mạnh theo hướng công nghiệp hóa. Trên địa bàn đã quy hoạch nhiều khu cụ công nghiệp, nhiều nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn huyện qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Để đáp ứng được nhu cầu về mặt bằng cho các đơn vị sản xuất, Ủy ban nhân dân huyện luôn coi trọng công tác giải phóng mặt bằng, trong đó quan tâm đến vấn đề an sinh cho người dân. Với những vướng mắc của người dân trong cụ công nghiệp hạnh phúc, Xuân Phương cũng đã được chính quyền thường xuyên tuyên truyền giải thích cụ thể về những chính sách trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Qua đó, cơ bản người dân trong vùng dự án đều đồng thuận một số hộ dân băn khoăn về chính sách bồi thường của dự án thời gian tới ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục vận động người dân đồng thuận ủng hộ dự án sớm hợp tác bàn giao đất theo đúng quy định của pháp luật